Sau 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tính đến hết tháng 3 năm 2023, trên địa bàn do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-NPC quản lý bán điện, có 3.367 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới và 712 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới nâng cao. Các đơn vị trực thuộc EVN-NPC luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác triển khai các hoạt động, nhiệm vụ thuộc phạm vi, trách nhiệm của ngành điện trong chương trình. Tính đến hết năm 2022, trên địa bàn EVN-NPC quản lý có gần 2 triệu hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đã được sử dụng điện, đạt 96,89%. Để có thể đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục, đáp ứng đủ, kịp thời phù hợp với yêu cầu của tiêu chí số 4 trong chương trình phục vụ mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, EVN-NPC đã phải vượt qua không ít khó khăn thách thức vì nhiều địa phương có địa hình đồi núi phức tạp, bị chia cắt bởi sông, suối, điều kiện đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, sống không tập trung, cách xa lưới điện hiện hữu nên vốn đầu tư cấp điện đến hộ gia đình rất lớn. Quá trình xây dựng nông thôn mới như việc phải di rời cột điện vướng đường, việc phát triển các khu dân cư mới cũng đã ảnh hưởng đến tính bền vững của tiêu chí số 4. Trong thời gian tới, EVN-NPC sẽ tiếp tục cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn, giữ vững tiêu chí số 4 của các xã đã hoàn thành, cùng với các bộ, ban, ngành địa phương và EVN nỗ lực thực hiện phong trào thi đua, ngành công thương chung sức xây dựng nông thôn mới.